Alo, chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn làm cái con game là Little Default Defense Color. Lái game hôm nay nó là game, cái game thể loại là chọn chọn màu khác ấy. Đấy, ok. Thì ở lần trước mình đã hướng dẫn các bạn làm cái phần Ever và phần Time rồi đúng không? Thì lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn là đầu tiên nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho cái này nó full màn hình chưa đã. Cho nó full màn hình. Đấy, cho nó full màn hình chưa đã. Thì các bạn có thể vào trong value nhá. Trong cái phần style, trong thẻ style mình này, mình sẽ thêm cho nó một cái thuộc tính nữa là item này. Đấy, các bạn gõ chữ item này là nó ra này. Đấy, các bạn gõ chữ full full thì các bạn, xong rồi các bạn di chuyển đến chỗ đoạn window full center. Đấy, các bạn set là true cho mình rồi, sau đó chạy lại này xem được cái gì nhá. Đấy, ok, thì con mèo hiện tại đây là cái con mèo của mình đấy, nó đang nhảy này. Đấy, ok. Đấy, nhưng giờ mình muốn nâng cấp hơn một chút, nâng cấp hơn một chút nữa, đó là khi nào mà các bạn chọn đúng thì con mèo mới nhảy. Đấy, khi nào các bạn chọn ấy, chọn trong khoảng tầm 3 giây nó sẽ nhảy, kích vào cái nó sẽ nhảy trong khoảng 1 giây chẳng hạn, xong nó dừng lại. Đấy, còn nếu như các bạn không bấm tiếp thì nó sẽ không dừng nữa. Ok, thì các bạn vào main activity mình nhá. Đầu tiên là cái phần đây, cái phần con mèo nhảy đây. Đấy, thì lúc này nhá, mình sẽ cho nó, mình sẽ tạo ra biến nữa. Đấy. Mình sẽ tạo ra biến này là biến ball. Đấy. Con mèo nhảy. Con mèo nhảy. Mèo 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 mèo. Mình sẽ để cho là chu đó, mình sẽ để chu, sau đó mình tiếp tục mình copy xuống dưới này, chỗ này mình thay đổi đi, mình sẽ cho mỗi lần nhảy nó cho nhảy khoảng trong vòng khoảng 3 giây đi. Dưới này mình sẽ kiểm tra nếu như cái biến con mèo nhảy của mình mà bằng 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 chu đấy thì mới tiến hành làm những cái bên dưới này, thì mới tiến hành set ảnh cho nó, còn không thì thôi đấy. Và dưới này mỗi lần chạy xong mình sẽ cho biến con mèo nhảy của mình sẽ bằng fail. Đó. Chấm phẩy. Rồi thì mỗi lần mình kích, khi mà mình kích đúng rồi, là kích đúng vào trong này. Đấy. Thì cái biến con mèo nhảy kia của mình sẽ có giá trị là bằng chu. Đó. Thì mỗi lần kích đúng thì nó sẽ kích hoạt cái biến con mèo nhảy bằng chu và nó vào trong này nó sẽ update cho nó nhảy. Nhớ. Vậy mình muốn run này. Đấy, các bạn sẽ thấy con mèo nhảy nhá, nó sẽ nhảy trong vòng 3 giây. Đấy, nó dừng. Nếu mình bấm tiếp thì nó sẽ nhảy. Đấy, còn nếu mà không bấm, không không chọn tiếp thì nó sẽ dừng. Đấy. 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 Đấy, sẽ bằng chu đấy, ok chưa? Đấy. Đấy. Rồi tiếp đến nữa nhé, thì như các bạn đã thấy thì cái con game mà mình định làm này, con game mà mình đang hướng dẫn các bạn làm này, nó có một hiệu ứng nữa, nó hiệu ứng kiểu ngôi sao nó sáng sáng đây này. Đấy, thì để chuẩn bị cho cái hiệu ứng đấy thì mình đã tạo ra hai cái ảnh, các bạn không cần phải ấy, mình đã tạo ra hai cái ảnh các bạn không cần phải làm, mình đã tạo cho các bạn rồi, các bạn chỉ cần copy và paste vào trong thư mục drawable thôi. Đấy, Enter, Enter. Rồi sau đó sang bên main activity này. Thì cái thằng này, thì cái thằng này mình sẽ sửa lại một chút, mình sẽ tạo ra một cái layout. Width mình để là mapping, hay thì mình để là mapping. Đấy. Orientation mình sẽ để là vertical. Và cái layout này thì nó sẽ chiếm hai cái, nó sẽ bao hai cái grid view này để mình sửa lại thằng này thành Reddit layout đó, xóa cái orientation nó đi. Và đơn giản thôi, trong này mình sẽ cho nó một cái relative layout khác đấy, map parent đóng thẻ lại thôi. Và thằng này mình sẽ set cho nó một cái background, nó chính cái thằng BG1 đó. Uầy, nó đại khái lúc nào nó cũng không được đẹp cho lắm này mình.
Cái này mình thiết kế bằng tay mà. Ừ. BG môn này. Rồi là sau đấy xong rồi, sau đấy xong rồi mình sẽ copy. À, mình sẽ copy. À, mình sẽ gán cho nó một cái ID trước. ID này OUT hiệu ứng. Hiệu ứng. Mình copy cái ID nhá. Sang bên main activity à. Nó cũng giống tương tự cái thằng con mèo nhảy cái thôi. Đơn giản này thì ở đây mình sẽ cho nó này inter, mình sẽ khai báo một cái relative layout trước. Relative layout có cái có tên là như này và mình tiến hành ánh xạ cho nó này. Ở cái hiệu ứng này nó sẽ đi cùng với con hiệu ứng con mèo nhảy đúng không, nên mình sẽ copy một cái biến này mình paste đây, mình sẽ là không phải cái icon nhảy nữa, mình ghi là bg, bg nhảy đi. BG nhảy sẽ bằng thằng BG1 của mình đó. Rồi sau đấy ở trong cái phần này nhá, mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái biến BG nhảy go của mình mà bằng bằng error.drawable.bg1 thì sao, thì cái bg nhảy này sẽ bằng r.drawable chấm bg2 chấm phẩy, còn l l thì sẽ bằng bg1 thôi đấy, đơn giản. Và cũng tương tự như vậy thì mình sẽ gọi cái layout kia nhảy của mình ra, layout hiệu ứng ra chấm set background nhé, lần này là background resource sẽ bằng cái thằng bg nhảy kia đó. Rồi và đơn giản dưới này thôi, đơn giản dưới này thì mỗi lần on finish này thì mình sẽ set cho cái thằng này hiệu ứng chấm set background. Background để mình xem, mà chọn background, chọn background mình chuyển vào là luôn đó, thì là mỗi nếu như mà các bạn không kích ấy, thì là sẽ background của sẽ là luôn đó. Rồi bây giờ mình bấm run này xem được cái gì rồi này. Đấy, hiệu ứng đang nhấp nháy à. Đấy. Bấm là hiệu ứng mới nhấp nháy à. Đấy. Đấy. Đó. Đấy, nhưng như các bạn thấy thì nó đang một bị nó như kiểu đang bị trễ đúng không? Đang bị trễ. Thế mình sẽ sửa lại một chút. Trên này mình sẽ copy thêm một thằng này nữa. Mình sẽ ghi đây là icon cao đao timer, mình sẽ tạo ra biến cao đao timer hiệu ứng. Ok, cao đao timer hiệu ứng Ctrl C. Sau đó dưới này mình sẽ private void chạy hiệu ứng đi, chạy hiệu ứng. Chạy hiệu ứng ok. Và trên này thì mình sẽ cho cái cao đao timer mình đây bằng lưu đấy, bằng lưu cao đao timer đây đó. Xong rồi làm xong một cái chạy hiệu ứng này thì mình sẽ kiểm tra là mình sẽ làm cho nó cái gì rồi nhỉ, mình sẽ gọi cái hiệu ứng kia của mình ra, mình chấm cancel nó, rồi sau đó mình hiệu ứng này chấm start. Rồi sau đó thì cái hàm chạy hiệu ứng mình sẽ viết dưới này, chạy hiệu ứng là mỗi lần mình kích vào thì sẽ chạy lại cái hiệu ứng thôi, thì sẽ không bị mất cái khoảng thời gian trễ như vừa nãy nữa. Ô đang bị sai ở dòng số, à đây thiếu dấu chấm phẩy. Rồi lại xem được chưa này. Rồi con mèo nhảy này 2 3 4 này 5 này 6 này 7 này. Đấy, ví dụ mình không dừng, không bấm nữa. Đấy, sau 3 giây nếu như mình bấm thì nó sẽ chạy tiếp. Đúng không? Đấy, nó sẽ không bị trễ như kiểu vừa nãy nữa. Rồi mình sửa lại một xíu nhá. Cái activity này, sang bên activity cái layout mình cho nó thêm cái graffiti là center.
Đấy, cho đẹp.